Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu bị Simon. Và hôm qua, quả thật là một ngày may mắn của mình khi mà trong lúc khám phá, mình đã tìm ra được cái công trình Ark Chalice, nơi mình có thể ghép tất cả các mảnh Blade mà mình thu gom từ trước tới giờ và tạo thành một cái vật phẩm mới tên là Azure Vlut ha. Với vật phẩm này thì mình đã sẵn sàng để triệu hồi ra đấng sáng tạo Pokemon rồi. Giờ thì chắc đi luôn cho nóng nha. Ồ, được á. Giờ trời tranh thủ lúc trời còn sáng sủa ra. Qua bên cái chỗ ngôi đền triệu hồi và chúng ta sẽ triệu hồi đấng sáng tạo thôi. Rất lâu rồi kể từ ngày mà chúng ta triệu hồi những đứa con của đấng sáng tạo ha. Tới bây giờ thì chúng ta mới có dịp để sử dụng lại cái ngôi đền này. Và lần này thì không cần cộng dây xích đỏ gì hết. Mình chỉ cần cho cái này xuống trung tâm ngôi đền thì nghi thức triệu hồi đấng sáng tạo sẽ được diễn ra ha. Và đây rồi, mình đã triệu hồi thành công đấng sáng tạo Arceus. Wow, đã thiệt sự. Và trận chiến này thì mình sẽ thử sức mạnh của Eternatus luôn ha. Cho em đương đầu với Arceus luôn coi. Tấn công trước một đòn nè. Rồi, kéo rỉa được nửa máu của Arceus rồi. Ngoài ra thì mình còn có Cinderace. Em này thấy vậy thôi chứ kéo rỉa máu cũng rất là tốt đó nha. Để mình đưa Cinderace vô kéo rỉa máu luôn. Tiếp tục tấn công nè. Rồi, Arceus đã bị kéo rỉa máu rất là nhiều rồi. Giờ thì chắc tới công đoạn tung bóng chữa và thu phục Arceus thôi. Ý. Ui, rồi mình đi vội quá, mình trời ơi, mình không mang theo Park Ball với Master Ball rồi. Hồi nãy con mở hộp tủ ra mà còn không lấy nữa, quên thứ quan trọng rồi. Nhưng mà mình vẫn còn khá là nhiều bóng chứa khác ha, nên chắc vẫn có thể bắt được đấng sáng tạo thôi. Mình tin tưởng vào nhân phẩm của mình. Vô. Ui, kèo này hơi căng nha. Phải có Master Ball với Park Ball thì bắt đấng sáng tạo sẽ khá là dễ ha. Còn kiểu bắt theo cách thông thường này thì phụ thuộc khá là nhiều vào nhân phẩm đấy. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục tung Heavy Ball đi. Lần trước mình bắt những đứa con của đấng sáng tạo á, dùng Heavy Ball rất là hiệu quả luôn. Mình sẽ thử dùng Heavy Ball với Arceus luôn coi. Biết đâu bất ngờ. Đó, được luôn nè. Không ngờ là mình lại sử dụng Heavy Ball và bắt được đấng sáng tạo luôn rồi. Như vậy thì hầu hết các Pokemon trong bộ ba sáng tạo đâu rồi ta? Mấy em như là Dialga, Giratina, rồi Palkia, mình đều bắt bằng Heavy Ball hết. Và tới lượt Arceus thì vẫn dùng Heavy Ball để bắt ha. Wow, coi này. Bây giờ mình đã sở hữu hết tất cả các Pokemon sáng tạo rồi. Trời, thích thiệt sự luôn á. Đội hình này mà đi quẩy thì úi giời ơi luôn. Không thể ngăn cản đâu nha. Và hiện tại thì Arceus chỉ mới cấp 80 thôi. Ồ, khá là thọ cấp so với những Pokemon sáng tạo khác nha. Còn về kỹ năng thì kỹ năng thì cũng ổn áp đó nha. Được. Rồi, giờ thì không chần chờ gì nữa. Mình sẽ cưỡi Arceus bay về nhà để làm một công chuyện quan trọng hơn cái đã. Hiện tại thì Arceus của mình đang mang hệ thường ấy. Và mình hoàn toàn có thể biến Arceus thành những cái hệ khác nhau bằng cách gắn trên người ẻm những cái miếng Blade khác nhau á. Tương tự với Sivali vậy đó. Sivali thì mình sẽ dùng những cái đĩa ký ức đúng không? Còn Arceus thì mình sẽ dùng những miếng Blade ha. Ui giời, cũng khá là hợp lý á nha. Về miếng Blade thì hiện tại mình còn thiếu một vài mảnh á, nên chắc ít hôm nữa mình phải đi săn thêm thôi, để mình sở hữu full những cái mảnh Blade luôn ha. Để muốn biến thành hệ gì thì cũng được hết luôn ấy. Đó, mình sẽ lấy mỗi thứ một cái ha. Rồi, giờ thì tha hồ mà thay đổi hệ cho Arceus luôn. Thử với cái miếng này coi. Miếng này sẽ biến Arceus thành màu xanh. Và em sẽ mang hệ nước.
Ồ, màu xanh là hệ nước nè. Cái màu này giống hệ bóng tối vậy hay là hệ ma? Ồ, màu này là hệ bóng tối nha. Ui, đen thui thùi lùi luôn nè. Trời, đấng sáng tạo bóng tối. Giờ thử đấng sáng tạo insect coi. Insect là thành hệ bọ. Ok, insect là thành hệ bọ ha. Rồi còn iron, iron chắc là thành hệ thép nè. Chính xác luôn. Wow. Có miếng nào biến đấng sáng tạo thành hệ ma không? Ủa đây 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 đây. Với cái miếng Sporky thì sẽ biến đấng sáng tạo thành hệ ma ấy. Được được được. Nè hệ ma nè. Hợp lý nha. Giờ thì mình sẽ đưa đấng sáng tạo vô gặp chị y tá một cái. Để hồi phục máu lại cái đã. Đấng sáng tạo chưa full cấp á, nên máu chưa có cao nhất đâu. Nhưng mà yên tâm, một xíu mình đi khám phá rồi mình sẽ cày cấp cho đấng sáng tạo mau mau lên 100 thôi. À, mà trước khi đi thì để mình làm thêm một cái công chuyện nữa cái đã. Hổm rày thì mình quên mất là mình cần phải kết hợp một cái orb với một viên đá lửa để chúng ta làm thêm một cái nhiệm vụ nữa. Để mình lấy cái orb trước cái đã. Đây đây đây, có orb nè, có đá lửa luôn. Mình sẽ kết hợp hai cái này lại ha, để tạo thành Orb of Fairy Soul. Với cái này thì mình có thể cày linh hồn và sau đó triệu hồi ra một em chim tương tự với cách mình triệu hồi ra Zapdos cũng như là Articuno á. À, và nếu mình triệu hồi thành công cái em chim và bắt được thì chúng ta sẽ có đủ bộ ba chim luôn. Trời, vậy là chúng ta chuẩn bị có thêm một bộ ba mới rồi. Thích ha. Rồi giờ thì chắc cưỡi Arceus và đi thôi. Let's go. Nhưng mà tạm thời thì mình thấy màu này không ưng cho lắm ta. Thôi, mình sẽ đổi màu một xíu đi. Đâu 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 đâu, có cái màu nào hồng hơn không? Màu này hay màu này ta? Màu này đi, màu này có vẻ là hồng hơn nè. Đó. Trời, cái này mình đưa Arceus vô đội hình Pokemon màu hồng của mình cũng được luôn á. Được được được, thành viên mới Arceus màu hồng. Nhưng mà là hệ hệ tiên nha. Được được, Arceus hệ tiên cũng ok thế đấy. Và trong lúc bay ngang cái vùng băng này mình phát hiện có em Zorua. Nhưng màu này là màu đặc biệt hay sao này? Bình thường thì em sẽ có cái màu xám xám rồi chân với phần chóp đầu là màu đỏ đúng không? Nhưng mà Zorua này thì lại có màu trắng cơ. Được quá ta. Vậy thì chần chờ gì nữa, bắt em Zorua này luôn. Gặp là bắt liền, không bỏ lỡ đâu. Netball bắt không được. What? Khó bắt vậy sao? Thử lại thêm một lần nữa. Vẫn không được. Lần 3 nè. Netball phát huy công dụng đi. Đây đây, lần 3, lần 3. Được hay không, được hay không? Vẫn không. Ui, công nhận em Zoro này khó bắt nhờ. Thử thêm một lần nữa. Khắc chế của mấy em Pokemon cấp thấp mà. Đây rồi, lần này thì bắt được rồi nha. Mình đã thành công bắt được Zorua rồi đó. Em này nhìn hơi bị lạ đấy. À, em là Hisuian Form á. Bảo sao nhìn cái màu rất là lạ luôn. Mình sẽ đưa em vô để chúng ta coi coi Zorua sẽ tiến hóa không. À, em còn một dạng tiến hóa kế bên hay sao nè. Và ở dạng Hisuian thì em là một Pokemon hệ ma cũng như là hệ thường. Ồ, được được được, cày cấp cho Zorua luôn. Hợp lý hợp lý. Rồi đi tiếp thôi. Đây, mới lên đường thôi mà chúng ta đã có được một em Pokemon mới rồi, mà dạng đặc biệt luôn. Mi Mi thích ấy chứ. Có vẻ hôm nay là một ngày rất là may mắn của mình ha. Cứ vậy mà phát huy đi. Từ 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 từ, gần đây có Fionne xuất hiện trong một cái chỗ đánh boss hả? Fionne là em này đúng không? Đúng không nhờ? Vô thử coi. Trận chiến đầu tiên của mình và đấng sáng tạo đây. Đối đầu với em Fionne luôn nè. Căng 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 nha. Mình sẽ Dynamax cho đấng sáng tạo của mình trước đi.
rồi tấn công các thứ đồ. Kéo rỉa máu cũng rất là tốt này. Trời, boss Fiona này cũng không phải dạng vừa đâu, quýnh mấy đồng đội của mình quá trời quá đất luôn rồi. Kẹo căng nha, cố lên thêm một đòn nữa xem, cơ hội để mình kết liễu Fiona nè. Axios, tấn công, thành công không? Còn 3% máu, không ổn tí nào, thêm một hit nữa. Đây rồi, chúng ta đã đánh bại được Fiona. Nhìn xịn vậy. Fiona thì mình sẽ thử với Ultra Ball nha. Được á, thử nha. Ultra Ball coi được hay không. Ui, chút xíu nữa là được rồi, tí nữa là mình đã bắt được Fiona rồi. Đây, Fiona. Ôi, nhưng mà mình không biết được em xuất hiện ở cái vùng nào nhờ. Wow, một Pokemon thuần hệ nước luôn á. Có duyên gặp nhưng mà không có duyên bắt rồi. Hơi tiếc một xíu ha. Ngoài việc luyện linh hồn các thứ đâu nè, thì chúng ta sẽ gắng đi khám phá và tìm thêm đảo nấm ha. Hiện tại thì trong ba lô của mình á, chẳng còn một cái cây nấm mắt nào luôn. Nên bây giờ muốn ghi gan ta mắt cho mấy em Pokemon bằng cách cho ăn súp mắt cũng hơi căng á. Ở đây có boss, có nên quýnh boss luôn không ta? Nhìn Sabido mắc ghét quá à. Chắc quốc xăm. Ui, chưa, từ. Ê, đây là... Chưa, ở đây mình thấy có một em... Một em này hệ nước. Thử bắt nha. Em này nhìn quen lắm. Em có tên là Vaporeon ha. Được luôn. Súp Vaporeon nào. Rồi. Hình như em này là dạng tiến hóa của Eevee hay sao này. Nhưng mà tiến hóa thành hệ nước ấy. Được nha. Phải gán bắt mới được. Thêm một đòn nữa. Rồi, Arceus đã đánh bại thành công rồi. Và bây giờ... Ủa? Bây giờ không cho mình bắt. Ơ kìa. Trời, Arceus đánh như vậy đó mà còn không cho bắt. Kỳ thế nhờ. Hiếm lắm mới gặp cái em đó mà không bắt được. Tiếc ghê luôn. Quýnh em boss này cho đỡ tiếc mới được. Boss Ultimate nè. Lẩm boss luôn. Rồi, kéo rỉa được nửa cây máu của boss rồi. Ui, nhưng mà hơi căng nha. Thôi. Đủ rồi. Giờ thì để Diaga ra trận nha. Hổng rài là không có cho Diaga ra trận á. Nên bây giờ đánh một hit nha, cho dằn mặt nè. Không ra trận thì thôi, chứ ra trận là hơi bị dữ đấy. Thêm một kỹ năng hệ rồng nữa. Ui, đánh gì mà không kịp. Chút xíu nữa là lụm được Sabedo rồi. Không sao, mình vẫn còn Palkia ha. Đây, Palkia đã kết liễu được Sabedo rồi. Và Sabedo sẽ cho mình một cái viên đá Z của Masado. Ok. Ui, đồng thời thì Zoro của mình cũng đã tiến hóa rồi nè. Được, để coi Zoro khi tiến hóa sẽ trông như thế nào đây. Rồi, tiến hóa xong rồi. Thành Zorok. Và trông rất là đẹp luôn. Ui, Zorok rất là đẹp nha. Xịn thiệt. Trời, bây giờ thì chỉ còn là... bây giờ vẫn là hệ ma với hệ thường ha. Uầy, so sánh sự khác biệt giữa Zorok bình thường và Zorok Hisuian này. Nhìn cái em của mình ngầu đét luôn ấy. Máy là máy chéo nha. Wow. Có kỹ năng gì đặc biệt không? Để mình coi. Không có kỹ năng gì đặc biệt hết á. Nhưng mà được cái là nhìn rất là ngầu luôn. Nè, cho ăn cái trái này nè. Rồi. Ui, ở đây còn có em... ở đây còn có em Slowpoke Galarian này. Màu hồng hồng. Bắt em luôn. Ai biểu em xuất hiện vùng này chơi. Ui. Wow. Ở đây có boss Chapin nè. Được. Cho đáng sáng tạo quýnh boss Chapin luôn. Giờ gặp em nào mình cũng cà khịa hết.
Có đấng sáng tạo là sung lắm. Dám quýnh đấng sáng tạo màu hồng nam tính của mình hả? Đón nhận đi. Ái cha cha, ái cha cha. Quýnh gì đâu vậy Chapin? Dynamax lên nè. Lụm cục kẹo Chapin liền. Rồi và bây giờ Aceus đã học được một kỹ năng mới nè. À kỹ năng này xịn xịn nha. Được nha. Cho vô. Cho vô liền. Thêm một kỹ năng mới và em đã cấp 100 rồi. Đây rồi, đây rồi. Cấp 100 là đi quẩy thôi. Ồ, gần đây còn có kim tự tháp nè. Được rồi ta. Ui, còn có tòa tháp hệ nước nữa chứ. Được. Trước tiên thì để vô kim tự tháp trước đi. Để coi coi bữa nay có đấng sáng tạo về đội rồi có hên hơn hay không đây. Hi. À. Hi. Ok. Ui. Có đấng sáng tạo nhưng mà mình vẫn không hên nổi. Vẫn xui như mọi khi. Mặc dù đã bắt được Celebi rồi nhưng mà mình vẫn muốn thử một lần loot được cái GS Bone trong cái kim tự tháp cho biết với người ta chứ. Trời ơi, loot biết bao nhiêu kim tự tháp rồi mà chẳng bao giờ loot được cái GS Bone hết là sao? Cay thế nhờ. Có làng, có làng. Để coi coi, có hội quán luôn. Ý, được nha. Cơ hội để chúng ta test sức mạnh của đấng sáng tạo khi đánh hội quán nè. Mấy miếng Blast mình có miếng nào hệ nước không ta? Hình như miếng này là hệ nước nè. Hồi nãy mình có test thử gắn vô rồi á. Vô. Cho đấng sáng tạo thành màu xanh mạnh mẽ ha. Hết màu hồng nam tính giờ tới màu xanh mạnh mẽ đi. Vô. Kỹ năng Judgment. Thử xem. Đó. Mặc dù là Dynamax nha. Nhưng mà quýnh một cái vẫn còn có 2% máu thôi. Ghê thiệt. Ui, kỹ năng này xịn, kỹ năng này xịn này. Ôi, nhưng mà bây giờ Aceus của mình yếu máu à. Rồi, hồi nãy là nháp thôi, giờ là đánh thiệt nè. Mình sẽ đưa 3k vô tăng trước đi. Đó, ui, 3k vô tăng thì lại ổn áp này. 3k tăng rồi giờ thì sẽ đưa tới Aceus nhau nào. thời tới Aceus ơi. Ú, dám đánh Aceus hả? Này thì đánh Aceus nè. Sương sương. Hơn nửa cây máu liền. Đánh thêm một ít nữa. Ui, chỗ hội quán này có tới tận 2 Kabutop cơ. Được. Dynamax cho Aceus lên trước nè. Đánh thêm một ít nữa. Xong rồi. Giờ thì tới Luna Stone. À, Luna Stone hả? Đánh Luna Stone luôn. Tiếp theo là Aron. Ui, căng căng nha. Liệu rằng Aceus vẫn one shot được Aron. Wow. Cái kỹ năng này mạnh thiệt á. Giờ thì tới em Option lửa nè. À, Option hả? Đánh Option luôn. Thắng rồi. Wow. Công nhận Aceus học được kỹ năng mới nè. Mạnh thật sự ha. Hợp lý này. Và chủ hội quán cho mình một cái huy hiệu đá. Để mình kiểm tra coi huy hiệu đá này mình đã có chưa ha. Hình như có rồi hay sao á. Ờ, huy hiệu đá này mình có rồi. Hay tiếc vậy ta. Bị trùng huy hiệu nữa. Thôi kệ, không sao không sao. Chủ yếu là do để mình test sức mạnh của Aceus khi mà học được kỹ năng mới ha. Rất là xịn đấy. Đây là... mình tìm ra rồi. Một cái đạo nấm mới. Tuyệt cú mèo. Vậy là sắp tới mình có thể chế tạo thêm những bát súp mắt rồi. Để coi coi. Ui, có trainer luôn à. Trainer hả? Cho Zorak của mình vô chiến đấu. Ủa? Ủa sao lại thành Aceus rồi? Ok, cho Aceus vô cũng được. Ui, có gì đó sai sai nè. Kỹ năng này là kỹ năng của Zorak mà, đâu phải kỹ năng của Aceus đâu. Kỳ vậy. Ui, này 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 này, bây giờ mới là Zorak thiệt nè. Vô nha.
mình sẽ tăng cường sức mạnh của Zoroark trước cái đã. Sau đó thì chúng ta sẽ tấn công á. Một hit. Tiếp theo. Một hit nữa. Tiếp tục là một hit nè. Ui, được thiệt. Ồ, nhưng mà hồi nãy là trên lệch cấp thì chắc cũng cũng chưa biết được đâu nha. Một xíu thì mình sẽ tìm những cái kèo cân một xíu rồi mình sẽ test sức mạnh của cái em Zoroark này sao ha. Wow, đã thiệt á. Thôi, ra thì chúng ta tiếp tục công việc hái nấm thôi. Mình sẽ hái thật là nhiều nấm trên cái đảo nấm này ha. Nãy giờ thì mình mới hái được có 4 cây nấm thôi. Đây là cây thứ 5 nè. Mình cần nhiều hơn 5 á nha. Đây có một cây nữa. Vậy là được 6 cây nấm rồi. 6 cây thì chúng ta sẽ làm được 2 bát súp mắt rồi đó. Nghe là thấy khá là ổn áp. À, đằng kia còn một cái nữa cơ. Để mình bơi qua đó. Ở đây lấy một cái. Là 7 cây nấm rồi. Dưới này có một nữa. Là 8 cây đúng không? Phía xa xa đằng này một cây nữa là 9. Vậy là được 3 bát súp rồi nha. 3 bát súp là thấy nhiều lắm rồi. Ui còn nữa nè. Thêm một cây nấm. Nhưng mà có vẻ cái đảo nấm này không được to cho lắm rồi. Gần hết rồi. 11 cây. Thêm một cây nữa đi. Cho chẳng 12 để làm thêm được một bát. Ở đây nè, đây nè. 12 cây nấm. Bên đây một cây nữa là 13. Ui, càng đi càng ra nhiều nấm nha. Được thiệt sự. Bên này thì sao? Bên này không có nấm rồi. Nhưng mà xa xa có cái thuyền kìa. Một xíu tính. Giờ thì tiếp tục đi qua hướng còn lại của cái đảo coi. Còn một hướng bên này mình chưa có đi á. Khi mà tìm những cái đảo nấm này thì chúng ta không nên bỏ lỡ bất kỳ hướng nào nha. Tại vì ở đâu cũng có thể có xác suất xuất hiện những cái cây nấm mắc nết á. Mình mà bỏ lỡ nè là sẽ bỏ những cây nấm giống như vậy thì sẽ rất là uổng luôn. Đó. Súp mắc không phải là dễ kiếm đâu. Nên mình phải tranh thủ kiếm thật là kỹ ha. Kìa, trên này còn một cây nữa nè. Wow. Vậy là chúng ta sẽ có tổng cộng là 16 cây nấm. Ui. Giờ thì chắc mình bay thêm một vòng nữa để kiểm tra lại ha. Coi có bỏ sót cây nấm nữa không. Nhỡ sót là mình còn phát hiện ra liền. Có vẻ là hết rồi. Ui, 16 cây nấm là được. Hẳn là 5 bát súp nha. Tuyệt vời. Những em chưa được ăn súp mắt thì sắp tới mình sẽ tranh thủ mình cho ăn sao ha. Quá đã luôn. Rồi, giờ thì chắc bay qua cái thuyền đằng kia để chúng ta coi thử coi. Rồi, trên thuyền này. Ôi trời. Trên thuyền này không phải mấy trainer đâu mà toàn là cướp biển thôi. Thấy ghê quá à. Sợ quá. Để mình kiếm cái em nào có khả năng phun lửa mình đem ra coi. Play pha lanh thôi. Em này hôm qua mình mới test phun lửa rất là dữ luôn. Kìa em ra. Nhờ em cái được. Phun lửa bé, đúng rồi. Rồi, hay lắm. Tuyệt vời. Rồi. Giúp cho cái thuyền của bọn chúng sáng nhất trên biển hôm nay luôn á. Giúp vậy thôi, còn đòi gì nữa. Chuẩn bị đi. Cái thuyền của các ngươi chuẩn bị sáng nhất cái đêm nay rồi. Ôi mà lửa chưa có mạnh lắm nha. Lửa hơi yếu hay sao á. Mình có cái hộp quẹt không? Really nigga? Trước mặt mình đang là một em Pokemon Riolu. Đây là Pokemon hệ giác đấu nhìn rất là ngầu á. Và em còn một dạng tiến hóa nữa, đó chính là Lucario. Ui, được nha. Với em này thì mình sẽ bắt bằng Netball đi. Để xem coi Netball có bắt được một em Riolu hay không. Được luôn. Thành công. Cực kỳ nhanh chóng là chúng ta đã có được Riolu rồi ha. Ui. Được, mình sẽ luyện cấp Riolu trong ngày hôm nay luôn.
Dần dần thì mấy em Pokemon trên cái vùng đồi này cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Nhưng mà riêng cái em Duraludon, cái em rồng thép ấy, tới bây giờ mình vẫn chưa săn được nha. Em đó là hơi bị khó tìm luôn ấy. Gần đây lại có thêm một ngôi làng, biết đâu lại có thêm hội quán. Chính xác, lại có thêm một hội quán nữa nè. Quy mô hội quán này nhìn đẹp vậy, kiểu có nhung nham bao phủ ở bên ngoài ấy. Rồi có cổng chào luôn nha, để coi coi quy hiệu này là quy hiệu gì. Dạ, mình lọt xong rồi. Quy hiệu mới nha. Được á, đây là hội quán Beacon. Wow, xịn thiệt, nhưng mà cách mình vô thì vẫn như mọi khi ha, là từ trên trời rơi xuống thôi. Ủa? Dám để ruby trên nóc nhà, trời. Nguyên một khối ruby đẹp như vậy mà để trên nóc nhà thì ổn lắm. Bỏ vô túi là nó sẽ không có bị ổn nữa. Ăn đu, được của nó đấy. Rồi, bà kia kìa, chủ hội quán đằng này. Giờ thì chắc mình sẽ có nên thay Riolu không nhờ? Hay là để Riolu hết kinh nghiệm ta? Được, mình sẽ để Riolu hết kinh nghiệm đi ha. Còn bây giờ thì vô chiến đấu luôn. Lâu rồi mình chưa cho Gengar ra trận, hôm nay chắc thử cho Gengar ra trận đi ha. Rồi rồi rồi, vô vô, tới công chuyện thôi. Đấy, Gigantamax lên trước. Kéo rẻ được nửa cái máu liền. Ui, nhưng mà Pokemon của chủ hội quán cũng đáng gờm lắm nha. Cái đuôi hơi bị đẹp luôn. Trời, kìa cái đuôi xòe ra kìa. Được vậy ta. Cố lên, cố lên, cố lên Gengar. Ui, Gengar không trụ nổi rồi. Giờ thì tới Zoroark thôi. Nhưng mà mỗi lần mình đưa Zoroark ra thì cái em Pokemon đứng trước mặt mình không phải là Zoroark mà lại là hình dạng của Arceus là sao? Là do Zoroark biến hình hay là lỗi game ta? Nhìn lạ thiệt á. Thôi, mình đánh trước đi. Hơi lạ nhưng mà cũng phải đánh thôi. Trời, Pokemon của chủ hội quán mạnh quá đi. Không ổn rồi. Giờ thì tới lượt Cinderace. Liệu rằng ý, tới Cinderace thì chủ hội quán đã đổi Pokemon khác vào rồi. Ôi không, cố lên, tranh thủ tranh thủ. Chúng ta phải gán chiến thắng vài lần để chiếm lại ưu thế mới được. Ừ, hiện tại thì Cinderace đang quẩy rất là dữ ha. À, đưa lại cái em này vô à. Ủa, là một em khác nha. Chủ hội quán có tới tặng hai em Nine Tale này luôn. Thôi mình đổi Pokemon luôn đây. Thêm một đòn Eternabeam coi. Đấy, cấu rỉa cực mạnh ha. Ui, nhưng mà Pokemon Option của chủ hội quán hồi máu ghê quá. Nhỏ nhỏ nhưng mà hồi máu ghê thiệt. Quýnh cái nữa cho nghỉ hồi máu luôn. Rồi giờ thì tới Nine Tale nè, mình sợ em này nhất luôn. Vừa đẹp mà vừa mạnh nữa. Cố lên Eternatus. Rồi, chúng ta đã chiến thắng rồi. Ui nhưng mà Eternatus trụ không nổi. Bây giờ chắc mình phải đưa Arceus ra trận thôi. Tới lúc để Arceus thể hiện sức mạnh của mình rồi. Mình giữ em bài Arceus hơi lâu rồi đó nha. Giờ mới tung ra nè. Một đòn duy nhất. Ui, còn 6% máu. Ý, không sao, không sao. Còn cơ hội để tấn công. Ui, đi luôn rồi. Wow, và Pokemon cuối cùng của chủ hội quán lại là Rapidash. Tiếc vậy. Biết vậy mình đưa em ngựa cầu vòng của mình vô là tới công chuyện rồi. Nhưng không sao, mình có Arceus màu xanh mạnh mẽ. Xúc em. Sao mà đỡ được. Nãy giờ Riolu của mình hít kinh nghiệm hơi nhiều quá nha. Giờ thì thể hiện thôi Riolu. Ôi trời, xong rồi. Em bị ăn hiếp rồi. Rapidash mạnh vậy. Không, Eternatus lo được không? Eternatus lo được. May quá, may quá. Ui nhưng mà cái em option này đang thiêu đốt em Eternatus của mình. Thêm một đòn
cực mạnh nữa. Ý, thắng rồi. Yes, mình và các em Pokemon đã thành công chinh phục được hội quán nguy hiểm núi lửa nè. Quá đã luôn. Nhưng mà phải công nhận là chỗ hội quán có cái em Pokemon Nine Tale này nè, cực kỳ đã luôn. Gì đâu mà mạnh quá trời quá đất hả? À, mà đuôi cũng đẹp nữa chứ. Chắc ít hôm mình phải săn em Pokemon này mới được á. Rồi, và đánh giá chung của mình là chủ hội quán là một đối thủ rất là đáng gờm luôn á. Chút xíu nữa là mình thất bại rồi. Thiệt hại của mình lần này là em nào cũng bị trọng thương hết á. Nên chắc mình sẽ vô trong làng và kiếm chị y tá để chữa thương cái đã. Ơ mà mình tìm em Duraludon mà, chứ đâu phải tìm Charizard đâu. Trụng em luôn. Gặp là trụng à. Đụng xúc luôn. Vô. Mình chỉ cho Arceus Dynamax trước đã. Tại vì đây là boss Charizard lận, nên mình không thể khinh thường đâu. Ui, căng rồi. Kèo này hơi căng nha. Thêm một hit nữa nè. Thôi xong rồi. Liệu rằng Arceus có thể chiến thắng Charizard không? Ôi, 1% máu. Ai, tức cái lồng ngực vậy. Chút xíu nữa là... Nhưng không sao, Cinderace sẽ thay Arceus kết thúc Charizard thôi. Đây rồi, chiến thắng xích xò. Còn 1% máu nữa mới cày chứ. Ui, lại có thêm boss nữa nè. Ui, buổi sáng trên vùng núi này nhiều boss vậy. Ủa, đâu mất hả? Vô lý. Trở về nhà sau chuyến đi ngày hôm nay thì mình sẽ dành tặng cho Riolu mình một viên kẹo nữa, để em có thể tiến hóa và trở thành dạng cuối cùng nha. Hồi nãy thì đánh hội quán các thứ ấy, em ăn hành mình cũng thấy khá là tội luôn. Bây giờ mình cho em tiến hóa đi, hy vọng là khi tiến hóa em sẽ bớt ăn hành hơn á. Rồi, và bây giờ em đã trở thành Lucario và học được một kỹ năng mới nè. Quá là dữ luôn á, cho học luôn. Wow, nhìn ngầu chưa. Và ngoài ra thì Lucario thì còn có dạng Mega nè, và dạng Give Away nữa. Dạng Mega thì có một cái thanh vũ khí khá là giống một cái côn cây thiết bản á, nhưng mà thiết bản đi làm bằng xương. Được. Và như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã chinh phục thành công đấng sáng tạo Arceus. Sắp tới thì mình sẽ ráng tìm thêm những cái miếng Blade còn thiếu ha, để biến thành những cái dạng còn lại nữa. Đồng thời thì cũng săn tìm thêm viên Mega cho Lucario, tại vì Lucario có thể tiến hóa Mega á, nên sẽ rất là thiếu sót nếu như chúng ta không tiến hóa được cho em á. Đặc biệt thì còn có được một em Zoroark. Zoroark em này thì là dạng Hisuian á, nên hình dạng và hệ cũng có vẻ hơi khác một xíu, nhưng mà mình rất thích cái dạng này của em luôn. Sắp tới chúng ta sẽ có một ngày đặc biệt trong thế giới siêu Pokemon đó nha. Nghe có vẻ hơi bị tò mò luôn đó. Rồi, mình tiết độ tới đây thôi. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi may mắn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp của mình và các em Pokemon. Bye bye.